Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, tới đây là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 12 tháng 4, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, vụ án này vừa được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm. Bản án có phần nội dung về bồi thường thiệt hại với khoản tiền rất lớn, với nhiều tài sản, nhiều đương sự. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, ngay trong giai đoạn điều tra và truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên, phong tỏa và chuyển giao tài sản, vật chứng cho cơ quan thi hành án. Sau đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát những thủ tục pháp lý đối với các tài sản, vật chứng đó để đảm bảo việc thi hành án. Về trình tự thủ tục, ông Nguyễn Thắng Lợi cho rằng, hiện nay bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Sắp tới, nếu phần tuyên án về bồi thường thiệt hại mà không có kháng cáo, hoặc có kháng cáo và tòa án cấp phúc thẩm tuyên bản án có hiệu lực, bên liên quan có đơn đề nghị thi hành, thì cơ quan thi hành án sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Trước đó vào chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm. Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp chung buộc bị cáo Lan chấp hành hình phạt tử hình. 85 bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến chung thân. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm về 1.284 khoản vay khống là phương thức, thủ đoạn để bị cáo này chiếm đoạt hơn 677.000 tỷ đồng của SCB tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan, bao gồm biệt thự cổ 112 Võ Văn Tần, quận 3 nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã kết thúc. Theo báo cáo của SCB liên quan tới 1.284 khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan tại đây, tính đến ngày 1 tháng 4, một số khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện tại, số khoản vay của bị cáo Lan giảm xuống còn 1.243 khoản, tương đương với 1.122 mã tài sản đảm bảo. Vì vậy, số tiền thiệt hại mà bà Lan có trách nhiệm bồi thường giảm xuống còn 673.800 tỷ đồng, bao gồm đã cấn trừ số tiền Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt và một số bị cáo khác khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định giao 1.122 mã tài sản này cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý. Quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ, nếu còn dư thì phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan thì sẽ dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử cũng cho biết, quá trình giải quyết vụ án đã thu thập sổ tay ghi chép của các nhà trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD trở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Vì vậy, hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm xung quanh số tiền này để làm căn cứ giải quyết ở giai đoạn 2. Cũng theo hội đồng xét xử, việc bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan tới bị cáo chưa được giải quyết trong vụ án này để xác định đúng bản chất, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử buộc bị cáo Dương Tấn Trước phải bồi hoàn tiếp cho SCB hơn 692 tỷ đồng. Trong trường hợp tài sản của vợ chồng bị cáo Trước không đủ thì dùng toàn bộ các tài sản đang bị kê biên của bị cáo Cao Việt Dũng để đảm bảo tiếp nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trước. Tòa buộc bị cáo Trước phải nộp lại số tiền 2.204 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và công ty dầu khí Đông Phương phải bồi hoàn số tiền 443 tỷ đồng cho SCB, chuyển số tiền 300 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan qua SCB để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan,
Tại cuộc họp báo về tình hình kết quả công tác công an năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho biết đây là vụ án lớn với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều. Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với hành vi rửa tiền, Thiếu tướng Thành cho biết số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị cáo này đem đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, Thiếu tướng Thành cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, đã bán cho người mua trái chủ nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã cùng với 84 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Hội đồng xét xử yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, trong đó có căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần tại quận 3, TP.HCM. Theo tòa, hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này. Mặc dù con gái của bị cáo Trương Mỹ Lan là bà Chu Duyệt Phấn đã xin hủy kê biên, nhưng xét thấy đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tòa đã bác yêu cầu. Hội đồng xét xử cho biết, cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bị cáo Trương Mỹ Lan nên đây là tài sản của bị cáo. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này, Ủy ban Nhân dân TP.HCM chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Đối với tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, quận 7, quận 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, công ty cổ phần TNT Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện. Tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ SCB. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho SCB nên buộc công ty cổ phần TNT Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, và là cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan, hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 kiêm trưởng đoàn thanh tra tại SCB nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo Trương Mỹ Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự. Đối với hơn 1.100 mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở SCB, hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ. Trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng cho người khác đứng tên hộ. Hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Thực chất bản chất hơn 1.280 khoản vay của SCB, các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật. Số hợp đồng này là phương thức thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng. Do đó, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Theo hội đồng xét xử, tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella, và bị cáo Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo Trước, nguồn tiền có được từ vụ án. Tòa yêu cầu phải nộp lại. Đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án, hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này, tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự. Song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm, tự nguyện nộp tiền, hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Do đó, những số tiền này sẽ được chuyển cho SCB, khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.
với số tiền cổ phiếu, đồ vật đã kê biên phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình SCB thu hồi nợ, khi đã giải quyết xong các khoản nợ, phần còn lại SCB phải phối hợp với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.